sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Ông Phạm Nhật Vượng rơi khỏi top 200 người giàu nhất hành tinh. Theo lần cập nhật gần đây nhất của Forbes trong ngày 10 tháng 12 năm 2019, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện chỉ còn 7,6 tỷ đô la Mỹ so với mức 8,25 tỷ đô la Mỹ thống kê 3 tháng trước vào thời điểm tháng 8 năm 2019. Cùng với đó, thứ hạng của ông Vượng từ 195 trên bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới hiện cũng đã tụt xuống vị trí số 231. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng, khối tài sản của ông chủ Vingroup đã giảm tới 650 triệu đô la Mỹ và giảm 36 bậc trong bảng xếp hạng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức rời khỏi top 200 người giàu nhất hành tinh. Mới đây, trao đổi với Bloomberg, ông Phạm Nhật Vượng tiết lộ sẽ chi 2 tỷ đô la Mỹ từ khối tài sản cá nhân của mình, dự kiến bán 10% cổ phần tại Vingroup để nuôi tham vọng bán xe VinFast tại thị trường Mỹ. Hiện ông cũng là cổ đông lớn nhất tại VinFast, công ty khởi nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam với 49% cổ phần nắm giữ. Ông cũng đang nắm giữ 51% cổ phần tại công ty mẹ Vingroup. Vingroup cũng đã chuyển nhượng cho Masan toàn bộ hệ thống bán lẻ Vinmart và Vinmart Plus thuộc Vincommerce cùng công ty nông nghiệp Vinico trong một thương vụ không được tiết lộ về giá trị. Thương vụ được Vingroup thông tin là để doanh nghiệp có thể dồn toàn lực tập trung phát triển sản xuất công nghệ và công nghiệp. Ngay sau thương vụ chuyển nhượng, khối tài sản của ông Vương đã giảm 100 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, khối tài sản của người đồng cấp, ông chủ Masan Nguyễn Đăng Quang bốc hơi mạnh hơn bởi cổ phiếu của Masan đã giảm sàn 7% ngay trong ngày thương vụ được công bố ngày 3 tháng 12, 2019. Tuy rất hạn nhưng vị tỷ phú 51 tuổi của Vingroup vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam. Như vậy thì theo danh sách cập nhật mới nhất, Việt Nam chỉ còn 4 tỷ phú, xếp sau ông chủ Vingroup là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng bay Vietjet Air với khối tài sản 2,7 tỷ đô la Mỹ ở hạng thứ 929 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hai tỷ phú còn lại là ông Trần Bá Dương, ông chủ của ô tô Trường Hải Taco với khối tài sản được định giá 1,7 tỷ đô la Mỹ. Ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank có tài sản đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo một bảng xếp hạng do Bloomberg đánh giá, khối tài sản của ông Vượng hiện đã lên tới 9,1 tỷ đô la Mỹ và vẫn đang xếp thứ 174 thế giới. Được biết, hai cách đánh giá của Forbes và Bloomberg là hoàn toàn khác nhau. Theo Đời sống và Pháp lý Việt Nam mới.vn, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đăng ký trải nghiệm miễn phí, lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0. Nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.